Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác một dòng Madin công suất lớn. Con này công suất lớn thì gọi là kinh khủng khiếp đảm tầm lợn luôn. Hàng đã unbox sẵn và đi ra một số đại lý test thử luôn. Rất là ok. Bắt đầu em về với em giới thiệu với toàn thể các bác. Thì đây là cái mặt form, mặt là vỏ bìa. Các bác thấy là rất là nhiều bìa. Ở đây là cái mặt đấy. Rất là chắc chắn luôn. Hướng dẫn sử dụng này. Xe Maluner này. Mặt form sản phẩm đây, các bác nhìn tên này chắc biết luôn này. Ok, bây giờ sẽ bỏ ra cho các bác xem nha. Đây là cái mặt sau của sản phẩm các bác nha. Thì đây là con luôn này. Như các bác thì đã biết là nếu dòng đẩy công suất lớn thì nó phải có quạt nó thổi vào làm cho máy nó mát, thì đây là nhà máy thiết kế luôn. Đấy, cho các bác luôn là có cả quạt công suất rất là khỏe đặt vào làm cho không khí nó rất là mạnh, làm tức là lấy khí chờ vào đây để làm mát cho máy luôn, rất là hay. Có đẩy nào cũng có rồi. Đây là đạt ISO tiêu chuẩn này 9001-2000 này các bác này. Nguồn gốc xuất xứ là rất là rõ ràng các bác nhé. Đây con ghi luôn cả cầu chì điện áp, đây là cầu chì. Nhưng cái này em chưa thấy nó ghi điện áp. Đây rồi, 220V. Đây nó có ghi thêm công suất hay gì đây. Có hướng dẫn trong thùng bìa nhưng em lại vừa quên không bỏ ra cho các xem rồi. Rồi. Ok, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Số điện thoại dưới phần mô tả các bác nha. Và đây là cái mặt form của sản phẩm các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy luôn cả linh kiện trong máy luôn. Chất lượng. Con này công suất khá là lớn. Đây, em cho các bác xem công suất luôn. Có quyển Manoner này hướng dẫn sử dụng là công suất luôn là CA20 1.000W tại chế độ 8 ohm cell, 4 ohm cell là 1.950W, 8 ohm prime chập cầu chập kênh là 3.900W và 4 ohm peak prime chập cầu đấy là 4 ohm nha. Thì công suất đây là 5.200W chập cầu prime, tức là một con cục đẩy này tổng công suất ra nếu mà dồn vào một kênh là 5.200W. Còn chập cầu như này mà tải 8 ohm là có 3.900W. Và đây là con luôn khối lượng công suất tiêu thụ trong động con đẩy này 47 cân. Đấy, 47 cân. Con luôn có thông số nén các kiểu đây. Đấy, các bác nhé. Đấy, thì đây là có hướng dẫn luôn trên các cửa công suất là C12, C18, C20. Có hướng dẫn thì đủ cho các bác. Mọi sản phẩm bên em bán ra thì đều được bảo hành 1 năm. Giá em báo luôn cho các bác là 5.800.000. À, 6.800.000 bao ship cho các bác. Vừa lại nhầm giá sang C18. 6.800.000 bao ship cho các bác nha. Đấy, hướng dẫn sử dụng. Okay.